Dòng là ký hiệu 1232 hợp lệ 32 dự điểm đi qua 32 có 1 20 à 20 có 2 17 à 17 có 3 số 5 số 5 hợp lệ. Dạ chúc mừng cô cho Vi hỏi lại còn chủ nhân đâu được cả con số 32 không ạ? Còn không chúng em sẽ trao phần thưởng ra bên ngoài nha. Rồi bạn nghe cho mình nghe dòng lời này không còn giá trị nữa. Tất cả anh chị mình thương tình tham gia dự dòng lời mới cho Vi. Tại lá vé dòng lời này vẫn là 20.000 đồng cho mình tại lá vé. Và anh chị mình hãy cho cô vé trong một nhanh mau gọi là dòng Vi nha anh chị mình ơi. Và đêm đặc biệt trong tuần này và đêm mai là sinh nhật của Đồng Lô Tô Sài Gòn Tâm Thời kỷ niệm 7 năm thành lập. Nhân là Vi mong là đêm mai anh chị mình đến thật là sớm và thật là đông đủ để mình xem trọn vẹn chương trình đặc biệt vào đêm mai nha anh chị mình nha. Có những tiết mục rất là đặc biệt sẽ gửi đến cho các anh chị vào đêm mai luôn ạ. Dạ rồi đúng rồi quý vị ơi. Dạ rồi quý vị ơi, một lưu ý nhỏ nha. Do lượng khách rất là đông cho nên quý vị lưu ý giùm em, khi mà mình mua vé mà mình đưa tiền với mình giá cao á mà mình chưa nhận được tiền thôi thì mình vui lòng nhớ tên hoặc là trang phục của người nhân viên đó, để sau một thời gian mà mình vẫn chưa nhận được tiền thôi mà mình đã thấy người nhân viên đó đã đứng trên sân khấu rồi thì quý vị ra hiệu cho tụi em để tụi em hoàn tiền cho quý vị để tránh mất quyền lợi như quý vị ha. Sau một thời gian hả chị? Là lâu lắm á nha. Tại mang cố phải đi đổi tiền. Đúng rồi.
kia. Đúng là như vậy. Đúng rồi, cỡ một tiếng không? Dạ vâng, ngay từ bây giờ trong lời này anh chị mình chưa có vé cho một vé nha. Đó, bây giờ chị Vi cũng đang thấy là tất cả vị khán giả mình đến đó. Và hơi đông đủ rồi đó. Xíu nữa thì bà con mới đi đông đủ hơn. Thì mình sẽ chúng em ban tổ chức sẽ tăng giá trị sản phẩm gửi đến cho anh chị mình với những phần thưởng giá trị cao hơn và hấp dẫn hơn nha. Và ngay từ bây giờ anh chị có vé cho một vé và các bạn hưởng sân khấu chuẩn bị. Dạ, số không có rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.